Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Hoàng Phát. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ với tất cả quý vị và các bạn đang có những cái băn khoăn và đang tìm hiểu để mua piano điện. Thì hàng ngày tôi phải tiếp xúc và phân tích rất nhiều góc cạnh cho rất nhiều khách hàng, và hôm nay tôi sẽ tổng hợp tất cả những cái chi tiết đó lại để cung cấp cho quý vị và các bạn có cái thông tin cho mình trước khi mà quyết định chọn và mua piano điện ở phân khúc nào. Thì hiện nay tôi thấy đa số mọi người hay lên các cái trang fanpage hoặc là các cái hội nhóm Facebook hỏi đang mua hoặc là cần tư vấn ấy, thì cái đó cũng là một cái rất là rủi ro, bởi vì khi bạn vào hỏi tại những cái fanpage đó thì có một số đa số mọi người là hỏi mua những cái phân khúc rẻ tiền, và khi một người đăng tin hỏi tôi thì có rất nhiều những cái bạn sale vào trả lời, và những cái bạn đó thì có thể các bạn có chuyên ngành, có thể có những bạn không có chuyên ngành, và đa số mình thấy là những cái bạn mà chỉ có là dân kỹ thuật thôi, xong rồi đầu tư một chút vốn về buôn bán về piano, mua những dòng rẻ tiền sau đó bán được giá cao tiền. Thì nếu như các bạn gặp những cái trường hợp như thế thì chưa may mắn thì các bạn gặp được những người bán có tâm, còn nếu không may mắn thì các bạn lại gặp phải những cái trường hợp người ta bán xong là người ta vô trách nhiệm, vì đa số những cái đàn bán trên những hội nhóm là những cái bạn mà bán những cái dòng rẻ tiền. Thế thì cách mà quý vị có thể lựa chọn trước tiên là nên tìm hiểu những thông tin tại những cửa hàng có uy tín, có những cái sự tư vấn cụ thể. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ những cái cách để chọn mua đàn piano điện cũ. Thì rất nhiều phụ huynh có hỏi rằng là mình nên mua đàn mới hay đàn cũ. Thì những phụ huynh mà ngay quan điểm từ đầu là không mua đàn cũ, xác định không mua đàn cũ, thì tôi có nói với cái phụ huynh đó rằng là mình sẽ phải suy nghĩ xem với cái mức đầu tư ban đầu là bao nhiêu. Nếu mà mua đàn mới, theo tôi mua đàn mới ở mức giá dưới 20 triệu thì cái đàn mới đó chưa được tốt, bởi vì cái giá mà họ bán lẻ ra tầm 16, 17 triệu đã bao gồm chi phí của cái vận chuyển này, chi phí rồi những cái lợi nhuận của đơn vị nhập khẩu, lợi nhuận của đơn vị bán hàng mà tới tay người tiêu dùng có 16, 17 triệu thôi, thì cái giá trị thực tế để sản xuất ra cây đàn đó chắc chắn nó sẽ là một nửa cái số tiền đó. Và với số nửa tiền đó, với 7-8 triệu đó, thì người ta không thể làm ra một cái cây đàn mà có quá nhiều cái tính năng cũng như là cái bàn phím có chất lượng cao hay là chất lượng âm thanh có được cao, thì không thể làm ra một cây đàn mà có chất lượng cao với mức giá tiền như thế được. Thì với cái số tiền 16-17 triệu, quý vị các bạn hoàn toàn có thể chọn mua một cái đàn mới, cái đàn cũ của Nhật. Thì tôi sẽ phân tích sâu hơn về cái đàn cũ của Nhật, tại sao mình lại nên mua ở cái tầm tiền đó mà nên mua hàng cũ. Thì đàn điện cũ có những cái ưu nhược điểm riêng. Nhược điểm là đối với những cái dòng rẻ tiền quá, ở mức dưới 7 triệu thì nó sản xuất khoảng trước năm 1995, tức là tới nay nó khoảng 30 năm rồi. Những cái đàn này thì nó ra đời từ những năm đầu mới sản xuất đàn điện, cho nên cái công nghệ nó còn rất thấp, hình thức chưa được đẹp và chất lượng âm thanh chưa cao. Với những cái dòng này thì cái độ rủi ro là có, trong quá trình sử dụng có thể xảy ra một số những cái lỗi như là mất âm thanh một bên loa hay mất toàn bộ loa, hay trục trặc vài cái phím hoặc là cái phím không đều nhau. Thì cái mức này mình cũng khuyên là các bạn nên cân nhắc, không nên mua. Nếu như cái mức đầu tư mình chỉ cho phép ở tầm đó thì chọn những cái đơn vị có uy tín, là những cái công ty lớn nhập khẩu có sẵn kho hàng, có các cửa hàng lớn, thì những đơn vị đó họ sẽ có trách nhiệm bảo hành cho mình sau khi bán ra những cái sản phẩm giá tiền rẻ như vậy. Với cái đàn điện tử cũ mà có cái phân khúc cao hơn một chút, đó là phân khúc 8 cho đến 10 triệu, thì đây là một phân khúc cũng khá nhiều người mua. Nó có chất lượng vừa phải, sản xuất từ những năm 1996 cho đến năm 2000. Cũng có vỏ gỗ này, có nắp đậy này, và một số những cái tính năng như là ghi âm, máy đếm nhịp. Âm thanh thì ở mức khá, nói chung là độ bền cũng ổn định. Tuy nhiên nếu mà muốn tốt hơn, và đây là cái phân khúc chúng tôi đã đúc kết ra được là phân khúc rất nhiều người mua, đó là phân khúc 12 cho đến 15 triệu. Thì cái cây 12 đến 15 triệu này nó là những cái cây đàn mới có giá trị lúc mới là nó khoảng 25 cho đến 30 triệu. Thì sau quá trình sử dụng, những cái đàn được sản xuất từ những năm 2000 cho đến 2010 sẽ tùy theo từng hãng, nhưng đa số nó sẽ là sản xuất trong cái tầm đó 2000 đến 2010. Thì những cái đàn này thì lúc mới tinh nó sẽ là rơi vào tầm khoảng 25 cho đến 30 triệu. Thì khi dùng cũ rồi, bên Nhật người ta bán lại rồi, thì khi về đây, về Việt Nam nó có giá từ khoảng 12 đến 15 triệu. Đây là phân khúc khá cao cấp. Khá cao cấp bởi vì giá của nó cũng rất là cao. Mới tinh của nó là khoảng 30 triệu, 25 đến 30 triệu. Nó đã đầy đủ tính năng, âm thanh dày, bàn phím cảm ứng tương đối là thật. Thì với cái phân khúc này các bạn nên mua, theo tôi đánh giá là như thế. Và sẽ được bảo hành, thông thường là được bảo hành 1 năm. Thế thì quý vị nên chọn những cái cửa hàng có uy tín và những cái kho hàng đã từng nhập khẩu lâu năm, thì mua những đơn vị như vậy thì nó sẽ được cái sự bảo hành, nó khi có sự cố nó sẽ được chu đáo và kịp thời hơn. Tiếp tục là với cái phân khúc đàn cũ, theo tôi đánh giá là rất hay. Với cái đàn điện mà từ 15 cho đến dưới 30 triệu, đây là cái đàn phân khúc cực kỳ cao cấp của đàn cũ. Với giá trị mới tinh của nó rơi vào tầm khoảng 40 cho đến dưới 100 triệu. Ví dụ cái đàn bây giờ tôi đang bán cái đàn Roland này với giá là 30 triệu. Thì cái đàn này là Roland HP 508GP. Cái đàn này giá trị lúc mới của nó vào tầm khoảng 80 triệu. Đó, thì bây giờ nó chỉ còn tầm khoảng 28 đến 30 triệu thôi. Nhưng nó sẽ chứa đựng rất nhiều công nghệ. Có một số công nghệ cao cấp tôi sẽ nói ra, như là bàn phím ngà voi này, và bàn phím là bàn phím gỗ này, cho cảm giác đánh như đàn cơ thật này. Có những cái âm thanh piano khác nhau, ví dụ như là khoảng 10 cái mẫu âm thanh của 10 cái đàn grand piano khác nhau, thì cho mình sẽ có sự lựa chọn. Mỗi cái cây màu sắc của một cái âm thanh nó sẽ có một cái lĩnh vực âm nhạc riêng, giống như là nhạc jazz, nhạc trẻ hay là nhạc rock. Đấy, thì nó có nhiều mẫu như thế, thì cái người chơi, người nghệ sĩ sử dụng sẽ thoải mái và dễ lựa chọn hơn cho phong cách chơi của mình. Có một số cây cao cấp hơn có thể có thêm tính năng kết nối Bluetooth với lại smartphone để có thể hỗ trợ việc nghe nhạc trên đàn, hoặc là sử dụng những cái phần mềm dạy nhạc, học nhạc hay sáng tác nhạc kết hợp với smartphone hoặc là computer. Một tính năng nữa mà các cây đàn cao cấp có thể có, đó là có một số cây nó có cái màn hình ở đây, nó sẽ hiện sheet nhạc và hiện những cái game mà dạy đánh đàn cho những cái bạn mới tập chơi, những bạn nhỏ rất là thích. Nó sẽ hiện ra những cái nốt nhạc ở đây và nó kích thích cái trí thông minh cũng như là cái sức thu hút để cho các bạn nhỏ các bạn học đàn. Thì những cái đàn như thế người ta đã nghiên cứu rất là kỹ, đầu tư rất nhiều công nghệ linh kiện, làm nên những cái thu âm được những cái chất âm thanh rất hay của những cái đàn cao cấp, sau đó rồi sẽ mô phỏng và tái hiện lại những cái âm thanh đó ở trên cái đàn điện. Thì cái đàn nó có giá từ 60 cho đến 100 triệu. Thì khi mua cũ các bạn sẽ mua được với mức giá là từ 20 cho đến khoảng 30 triệu đổ lại thôi. Thì cái mức này là mức rất cao cấp rồi, tiền nào của đấy thôi. Mua được những dòng này thì quý vị sẽ đảm bảo được rất nhiều thứ. Thứ nhất là về chất lượng âm thanh, cảm giác bàn phím có thể là giả ngà voi, kết nối được smartphone, rồi chất lượng âm thanh là cao. Thì khi người chơi chơi được âm trên cái đàn đó cũng rất dễ là tạo được những nhiều cảm hứng khác nhau, và chắc chắn là chất lượng của những cái đàn đó sẽ không làm hài lòng quý vị các bạn khi bỏ ra một số tiền cao như vậy. Và với cái mức tiền mà 25 cho đến 30 triệu như vậy, mua một cái đàn mới thì chưa có được những cái tính năng cao cấp như là cái đàn như thế. Với cái đàn mới hiện nay thì tôi đánh giá nó chỉ có khoảng 2 đến 3 model. Yamaha thì có IDP 144 và IDP 164, thì cũng chỉ có chất lượng âm thanh thôi, chứ cũng không có những cái tính năng cao cấp kia. Bàn phím với lại âm thanh cũng ở mức vừa. Thế còn là đàn Roland thì có cái RP 302 thì cũng phải tầm trên 25-26 triệu rồi đó, cũng chưa phải là cái đàn cao cấp. Tuy nhiên là với cái mức đầu tư ban đầu, quý vị các bạn nếu không yên tâm về đàn cũ thì phải mua những cái đàn mới có giá trị trên 20 triệu như là IDP 144 trở lên, IDP 164 của Yamaha, Roland RP 302 trở lên. Ở hiện tại ở Việt Nam thì phổ biến nhất là Yamaha và Roland, thì có hai ba cái model như thế. Còn mức dưới tiền đó thì chất lượng nó không được cao đâu. Và nếu như mà quý vị các bạn định mua trong tầm khoảng 15-16 triệu, tức là dưới 20 triệu, thì theo tôi khuyên các bạn là nên mua piano điện cũ của Nhật. Tôi sẽ phân tích thêm một chút nữa là nên mua những cái hãng nào. Thì hiện nay trên thị trường ở Việt Nam cũng như ở Nhật Bản là có khoảng 6 đến 7 hãng piano như là Roland, Kawai, Yamaha, Casio, Cọc, Technic và một số hãng nữa. Nhưng ba cái hãng mà tôi đánh giá đầu tiên, xếp thứ nhất là Roland, có chất âm thanh mềm mại, sang trọng, dễ nghe và dễ đi vào lòng người. Thứ hai là Yamaha, ở mức trung hơn, âm thanh ấm áp, chắc và hơi khô so với Roland. Còn Kawai thì chú trọng đến bàn phím. Bàn phím đa số Kawai sẽ làm phím gỗ để cho cảm giác tự nhiên, và âm thanh của Kawai thì dày, chất bass, âm bass rất là dày. Trong ba hãng này thì đánh giá cao nhất là Roland. Thì quý vị các bạn muốn tìm hiểu sâu hơn nữa, có thể đến trực tiếp showroom của chúng tôi tại nhà cụ Hoàng Phát tại số 149 phố Hào Nam, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, hoặc kho hàng tại ngõ 686 đường Chiến Thắng, quận Hà Đông. Và ba showroom trên ba tỉnh của chúng tôi đó là 763 Nguyễn Bình Khiêm, thành phố Hải Phòng, hoặc kho đàn thành phố Hải Dương tại 526 Điện Biên Phủ, thành phố Hải Dương, đối diện với nhà hàng 559. Và tại thành phố Hưng Yên là trung tâm piano Hưng Yên trên đường Nguyễn Thiện Kế, thành phố Hưng Yên, ở ngay gần bệnh viện Đa Khoa. Thì tại những cơ sở của chúng tôi có đầy đủ hàng trăm cây đàn cơ và điện tử đã được nhập khẩu từ Nhật về, đánh bóng làm đẹp và sẵn sàng để chờ quý vị các bạn đến test, nghe âm thanh, kiểm tra và chọn mua. Hy vọng rằng là qua cái bài phân tích của tôi, quý vị các bạn đã định hình được là mình nên mua đàn piano điện mới hay cũ và nên mua trong phân khúc nào. Hẹn gặp lại quý vị các bạn tại các cơ sở của chúng tôi một ngày gần nhất.